Mỹ Nam Đường Triều. Tập 25. Trình Quân, Quân làm sao vậy? Trình Quân, Trình Quân, Quân làm sao vậy? Trình Quân, Trình Quân, không còn đạo trời nữa, không còn đạo trời nữa. Tỉnh lại đi. Vừa tới quán rượu này, uống hai ly rượu đã thế này rồi. Trình Quân, Quân đừng có chuyện gì nhé. Quân còn mẹ già con dại, bên ngoài còn có em gái trà xanh. Quân đừng ra đi như vậy nhé. Nói bớt vài câu đi, nói nhiều quá. Tỉnh lại đi, tỉnh lại đi, tỉnh lại đi, tỉnh lại đi. Tránh ra. Rượu của ông có độc. Không có, thật sự không có. Vậy em nói cho tôi nghe, rượu này từ đâu ra? Gần đây lệnh cấm rượu nghiêm cấm tự nấu. Quán tôi đang lúc không có rượu, thì một vị quan gia đến quán tôi bán rượu của quân đội. Tôi nhất thời hồ đồ liền mua luôn. Được lắm. Tôi vốn tưởng rằng chỉ có nhà Dương Tu bán rượu lậu, không ngờ ông lại bán rượu quân đội. Có biết rằng rượu quân đội không uống được không? Đều là rượu, tại sao lại không uống được? Rượu quân đội dùng để khử trùng trị thương, thường gọi là rượu khử trùng, là thuốc có 3 phần độc. Dùng nó bôi lên vết thương có thể khử trùng, nhưng nếu uống vào bụng thì có thể chết người đó. Xong rồi. Đời này của tôi xong rồi. Xong rồi. Đức Chiêu Huynh à, xong rồi. Nhưng nể tình ông cũng không biết rõ mọi chuyện. Nếu Trình tiểu công gia của chúng tôi không sao thì sẽ tha cho ông. Nhưng nếu có mệnh hệ gì thì ông hãy chờ mà đền mạng. Công tử, tỉnh lại đi công tử. Công tử, nghe tôi nói đây. Muốn Trình tiểu công gia của chúng tôi không sao, giờ chỉ có một cách duy nhất. Cách gì? Làm pháp sự. Mặc kệ tôn giáo gì, mời được cao nhân nào thì mời hết đến cho tôi. Địa điểm thì chọn ngay trước cửa nhà ông đi. Nhất định phải trống dông cờ mở, long trọng hết mức có thể, liên tục 7 ngày. Chỉ khi bách tính và cả thành đều biết mới có thể khiến ông trời cảm động. Ông trời cảm động rồi, Trình tiểu công gia của chúng tôi biến nguy thành an. Nghe đã hiểu chưa? Chuyện này có được không? Trình sơ, sao Quân lại xui bọt mép thế này? Tim đập đâu? Tim đập. Không thấy tim đập nữa. Không thấy tim đập nữa rồi. Đừng có nghi ngờ. Nghi ngờ tôi tức là nghi ngờ ông trời. Dần dần, nhất định sẽ làm theo. Nhất định sẽ làm theo. Phu quân, hôm qua ta vào hoàng cung, bẩm rõ với hoàng huynh đầu đuôi sự việc. Vậy bệ hạ nói thế nào? Hoàng huynh gần đây không được khỏe, nhưng đầu óc không hồ đồ. Ta vừa mới nói, quân ấy đã hiểu hết rồi. Tên là sau này cho dù người khác sàm tấu thế nào, quân ấy vẫn sẽ tin chàng, sẽ không nói chàng bán rượu lậu đâu. Vậy thì ta yên tâm rồi. Nó khẽ thôi, làm khách nhi khóc bây giờ. Phu quân, chàng nói thật với ta đi, chàng rốt cuộc có bán rượu lậu không? Đàn hứa sẽ không giận đi. Nói như vậy là chàng bán rượu lậu rồi. Làm khách nhi vậy bây giờ? Ta đã nói là ta bán rượu lậu. Nàng hứa sẽ không giận trước đã. Vậy chẳng phải là ý nói chàng bán rượu lậu sao? Cũng chưa chắc. Nàng hứa sẽ không giận trước đã, rồi ta nói thật với nàng sao? Được, ta không giận. Nàng xem, nàng lừa ta. Vừa rồi rõ ràng là nàng có giận. Lần này ta tuyệt đối không tức giận. Vậy được rồi. Ta có bán rượu lậu. Dương Tử Hào, sao chàng có thể bán rượu lậu chứ? Nàng xem, ta ghi nhớ rồi đó. Chàng ghi nhớ cái gì? Ta ghi nhớ nàng hôm nay lại lừa ta. Lừa ta lần thứ hai rồi. Sau này phụ nữ nói không giận, ta đều sẽ không tin. Chàng còn già mồm à? Làng làng ta một lòng trung thành, không ngờ gì chàng mà lừa vua. Cho dù nàng sớm biết ta bán rượu lậu, nàng sẽ nói với bệ hạ thế nào? Còn nói thế nào nữa? Để hoàng huynh chặt cái đầu chó của chàng, nàng nỡ sao?
Có gì mà không nở? Mắt không thấy thì thôi. Vậy khách nhi của chúng ta thảm rồi. Cha đẻ bị mẹ đẻ vì nghĩa diệt thân, còn già mồm, chàng muốn chết đúng không? Được rồi, đừng nói nữa. Không giận nữa nhé. Nói thật lòng, ta đảm bảo sau này không bán rượu lậu nữa. Ta thề với Mao chủ tịch. Mao chủ tịch? Mao chủ tịch là ai? Thôi bỏ đi, tạm tin chàng lần này. Có điều sau này phu quân dự tính làm thế nào? Phải đợi tin của Đức Chiêu huynh đã. Bắt đầu rồi, mọi người đến muộn là không được xem đâu. Mau lên. Kim Quang Thần Chú, Thiên Địa Quyền Tông. Ông chủ, lúc nào đến lượt chúng tôi? Đợi một lát, ông không thấy đang bận sao? Làm pháp sự 7 ngày, khắp Trường An gần như già trẻ đều biết. Lần này không còn ông chủ mấy quán rượu chạy đến cửa nhà tôi gây chuyện nữa. Còn phải đa tạ hai vị. Tử Hào Quỳnh, chuyện nhỏ thế này không đáng nhắc đến. Hôm nay cứ uống thoải mái đi, tính tiền cho tôi. Được, ăn thêm hạt dưa đi. Nào nào. Sĩ Nhân Quỳnh, tiểu đệ vẫn còn một chuyện muốn thỉnh giáo. Cứ nói. Hôm đó Quỳnh nói cái gì mà em gái trà xanh? Tiểu đệ không biết ý là gì. Em gái trà xanh hả? Theo như lời Tử Hào Quỳnh, em gái trà xanh này là mỹ nữ siêu cấp của tập Mộc Nhĩ Đen. Họ có dung mạo chim sa cá lặng, nguyệt thẹn qua nhược, ở trên đời vô cùng hiếm gặp. Tập Mộc Nhĩ Đen, tiểu đệ bên ngoài chinh chiến nửa năm, có thể nói là rõ như bàn tay các bộ tộc xung quanh đại đường, nhưng chưa bao giờ nghe nói về tập Mộc Nhĩ Đen. Tập Mộc Nhĩ Đen này họ chỉ ở nơi quyền quý, hành tung đi lại vô cùng thần bí. Ở đại đường chỉ có truyền thuyết, người từng gặp thì cực kỳ ít. Trên đời này lại có nữ tử như vậy. Nếu có thể gặp em gái trà xanh của tộc Mộc Nhĩ Đen này, đời này không còn gì tiếc nuối. Hai vị, em gái trà xanh của tộc Mộc Nhĩ Đen này thường trà trộn trong các mỹ nữ thông thường, rất khó nhận ra. Nếu cố tình đi tìm, có thể sẽ mất công sức cả đời. Nhưng nếu tùy duyên thì đi mòn gót giày tìm chẳng thấy, đến khi có được chẳng tốn công. Lời này của Tử Hào Quỳnh đúng là cao kiến. Tình cảm nam nữ cũng là như vậy. Đức Chiêu huynh mà ở đây, chắc hẳn sẽ vì lời này mà hào sảng uống ba ly. Đức Chiêu huynh đâu? Đức Chiêu huynh thế nào rồi? Tôi không biết. Mình đang ở đâu thế này? Đi đi. Về nhà. Mau đi báo tin, luyện được bảo đao rồi. Mau lên. Tiểu hầu gia, chủ luyện đao kiếm báo tin. Bảo đao có kết quả rồi. Nhanh vậy sao? Vậy chúng ta đi xem sao? Được, cái này ông thử xem còn ăn được không? Ăn thử, răng ta không ăn được, hình như không sao. Thành công rồi. Dân, đại nhân, luyện được rồi. Đại nhân, nếu thêm cán đao, nó sẽ thành báo vật trấn quốc, giúp đại đường uy chấn tứ di, mạch đao. Đao tốt, đẹp lắm. Mạch đao quả nhiên danh bất hư truyền. Không tệ. Tiểu hầu gia. Sao vậy? Tiểu hầu gia,
Về phần thưởng đã hứa, ngươi yên tâm, việc mà Dương Tô ta đã hứa tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Phần thưởng một xu cũng không thiếu. Tạ ơn tiểu hầu gia, nhưng vẫn cần một chuyện nữa. Còn chuyện gì? Theo truyền thống của nghề làm đao kiếm, thanh bảo đao đầu tiên luyện ra phải tế cáo trời xanh. Cho nên thanh bảo đao đầu tiên này không thể dâng lên triều đình được. Vậy thì dễ, vậy giờ ta đi sắp xếp việc cúng tế, ngươi đợi nhé. Cung tiễn tiểu hầu gia. Mọi người chuẩn bị xong chưa? Nhị nữ, mau qua đây, đều đang đợi nàng đó. Tới đây. 10 vạn 8 ngàn dặm mà, biết ngay cảnh tượng hôm nay sẽ thế này mà. Tới thì tới đi, bình thường ở nhà cũng không coi cô ấy là thiếp thất. Phu quân bưng bát nước này cũng cân bằng thật đấy. Phu nhân, trẻ con mà, ta đâu thể để một mình nàng ấy ở nhà. Tiện thể thì đưa đến thôi. Phu nhân còn ghen sao? Thiếp thân bình thường cũng coi nhị nữ là trẻ con, nhưng giờ một vào trước một vào sau, trong lòng cũng không thoải mái. Mọi người gọi nàng ấy là phu nhân, phía trước vẫn phải thêm chữ nhị. Nàng thấy chưa? Cho nên nàng cứ yên tâm đi, nàng ấy không cướp nổi vị trí của nàng. Nàng mới là đại phu nhân mà ta cứ hỏi đàng hoàng. Thiếp thân cũng chỉ là khó chịu chút vậy thôi, phu quân chớ trách. Vẫn còn ăn. Nàng biết quy củ tế lễ không? Hôm nay là ngày tế lễ dân đao. Đại đường trước giờ có một truyền thống, cúng tế thanh đao đầu tiên luyện được cho ông trời, từ đó để ông trời phù hộ cho đại đường ta không bị xâm phạm, bách tính có thể an cư lạc nghiệp. Biết rồi. Lát nữa nhổ kẹo ra, không được ăn kẹo nữa. Vào đó không được cười, phải nghiêm túc đó. Lúc phu nhân đi vào, nàng đi theo phía sau, từ từ đi vào là được, không được nói nhiều. Lát nữa ta và phu quân vào trước, muội lần lượt bê các đồ cúng vào, biết chưa hả? Biết rồi phu nhân. Được rồi phu quân, thiếp chuẩn bị xong rồi. Phu nhân đúng là phu nhân. Xuyên tử. Có. Mang đào tới đây. Được ạ. Chuẩn bị. Đi. Cạp cạp cạp. Cổ công hướng trời hát. Long trắng nổi nước xanh. Ông chủ. Ông chủ đâu? Ai vậy? Bà chủ à? Hai người từ đâu đến mà ra vẻ vậy? Tôi là người Đại Tần. Tôi từ Đại Thục đến. Tôi từ Đại Thục đến. Cô nhìn cái gì vậy? Chưa từng thấy người nước ngoài à? Không không, khen hai người nói tiếng Hán rất giỏi. Hai người là người nước ngoài thật sao? Đương nhiên. Hai chúng tôi đều là người nước ngoài. Đúng, đương nhiên. Nếu giả bao đổi, không được dối ai hết. Đừng thể hiện nữa. Nói đi, có chuyện gì? Đều là người nước ngoài. Tôi biết là người nước ngoài rồi. Nói chuyện chính. Còn nổi giận nữa. Dễ nổi nóng quá. Chuyện là thế này. Cô nghe tôi nói, ở Đại Tần chúng tôi và nước Đại Thật, tôi có nghe nói về rượu cốc tai của Đại Đường rất tuyệt. Cho nên lần này hai chúng tôi ngửi mùi mà đến. Ngửi mùi à? Nghe danh mà đến. Người có văn quá. Đúng rồi, nghe danh mà đến. Nhưng không ngờ rượu cốc tai nhà tôi giờ đắt như vậy. Đương nhiên rồi. Những người ở chỗ tôi cô không biết đâu. Mọi nhà đều biết. Đúng đúng. Nhưng hai vị tới là để nịnh hót sao? Như vậy chưa đủ. Hôm nay hai chúng tôi tới là muốn nếm thử rượu cốc tai này của cô. Cho hai ly. Muốn uống rượu thì nói sớm chứ. Nhưng phải nói với hai vị, chỗ chúng tôi là chế độ hội viên, 100 lượng một năm. Hội viên, 100 lượng. Ôi trời ơi. Không rẻ hơn được sao? Chúng tôi đều là người nước ngoài. Đúng, đều là người nước ngoài.
Nếu là người ngoài hành tinh thì tôi có thể tính rẻ hơn cho hai người. Người ngoài hành tinh là gì? Đúng vậy, cô nói người ngoài hành tinh là ai? Tỷ phụ tôi nói người ngoài hành tinh hình như tên là Leonardo. Cụ thể làm gì thì tôi cũng không biết. Thật ra tôi chính là Leonardo. Cô xem. Leonardo. Nhận ra rồi hả? Đúng. Leonardo. Đi. Cút. Hai người ở đâu ra chứ? Chúng tôi đều là người nước ngoài. Không nhìn thấy đang bận đây sao? Đi. Làm hai ly đi. Nợ quái quỷ gì vậy? Quá tệ. Nơi này quá tệ. Làm sao để người ta đuổi ra ngoài chứ? Đừng cằn nhằn nữa được không? Móc túi xem còn bao nhiêu tiền thì lấy hết ra đây. Lần này ta đi tổng cộng mang 30 lượng. Mang bao nhiêu? Chỉ mang 30 lượng. 30 lượng? Huynh từ xa tới đây mà chỉ mang có 30 lượng. Huynh keo kiệt như vậy, người nhà có biết không? Chuyện này... Được rồi, đừng nói nữa. Thế này đi, ta góp 70 lượng, cầm lấy. Tìm đi. Ta thực sự chỉ có 30 lượng thôi. Còn mà, đừng có lôi lôi kéo kéo. Đứng đây đợi đi. Đợi đấy, đừng có chủ mất. Đừng cử động. Được rồi, đợi đấy. Bà chủ, tôi quay lại rồi. 100 lượng, cô làm cho tôi thẻ hội viên. Được, giờ ngài là hội viên rồi. Ngồi đi. Được. Đợi mãi đã đến ngày này. Bà chủ, rượu của tôi đâu? Cái gì? Rượu tôi gọi đâu? Rượu? Rượu tôi gọi đâu? 10 lượng. 10 lượng một ly. Tôi vừa được cô 100 lượng. Tôi không phải hội viên sao? Ai nói với ngài là hội viên sẽ được uống rượu chứ? Đó là phí nhập hội. 10 lượng một ly, tính riêng. Sao lại như vậy hả trời? Lấy một ly. Cho ông ta một ly. Rượu đâu? Đừng. Đừng cử động. Đây là mùi vị gì vậy? Làm sao? Mùi vị không đúng sao? Quả ké đâu? Nhanh lên. Chúng ta không nghỉ được đâu. Cả đi lẫn về phải mất thời gian 3 ngày. Mau lên, chuyển đi. Vẫn còn rất nhiều bông, chúng ta vẫn chưa chuyển về. Nào, mau lên. Quả ké nữa lại đây. Nặng quá. Mau lên. Mau qua lại đây. Quả kế này. Con ngựa chú ý đừng để mệt quá. 3 ngày phải chuẩn bị đồ ăn ngon. Cho nó ăn đồ ăn ngon vào nhé. Quản gia yên tâm đi. Mau lên. Đừng nghỉ nữa. Mau chóng quay lại. Thời gian 3 ngày đó. Mau lên. Còn ai nữa không? Chạy nhanh lên. Đi thôi. Mau đi. Dân. Mau lên. Trên đường đi ăn uống đầy đủ vào. Đi mau lên. Hội trưởng quỷ. Tiểu hầu gia năm ngoái ra sức đề nghị triều đình lập đồ điền trong thí nghiệm cây bông. Đến giờ xem ra đúng là đúng đắn. Tôi mới tính sơ qua. Một mẫu đất thu được hơn 20 cân quả bông. Dựa trên lượng này,
Năm nay chúng ta thu hoạch được ít nhất 2 dạng 7.400 cân quả bông. Nhiều vậy cơ à? Đúng vậy. Đây mới chỉ là sản lượng đất đai của riêng hầu phủ chúng ta, còn chưa tính số bông trồng cho triều đình nữa. Nhiều là tốt, nhiều là tốt. Mấy tải bông lớn chất đóng ở đây sao? Bẩm tiểu hầu gia, hầu phủ chúng ta hiện giờ đúng là không có người để mà thu dọn nữa. Đúng vậy, cũng hết cả kho chứa rồi. Tiểu hầu gia, người của công bộ tới, hình như là Trương đại nhân. Trương đại nhân, Trương đại nhân nào? Trương Dận, mau mời vào. Dận. Trương đại nhân, Trương đại nhân nào? Tới rồi, tới rồi. Hạ quan bái kiến đại nhân. Trương đại nhân đa lễ rồi, đa lễ rồi. Trương đại nhân xem đi, đây đều là quả bông năm nay thu hoạch được. Tôi nghe nói quả bông năm nay được mùa, sản lượng tới hàng vạn cân, là 2.700 cân. Đúng là thật à? Lần này Ti Tào đại nhân nhất định sẽ thưởng rất hậu. Trương đại nhân, việc trồng bông này có lợi cho nước cho dân, không cần ban thưởng. Đại nhân đúng là có đức độ, hạ quan hết sức bái phục đại nhân. Được rồi, không biết số quả bông này đến lúc nào mới có thể bỏ hạt đưa vào kho toàn bộ. Việc này cần chút thời gian. Việc trồng cây bông này chỉ cần người có hai chân là trồng được, nhưng bỏ hạt là công việc đòi hỏi kỹ thuật, cần rất nhiều người làm. Hơn nữa những người này phải có kinh nghiệm tương ứng. Đại nhân, hạ quan có một câu không biết có nên nói hay không. Mấy cái người cổ này, hễ có câu nào là lại nên nói hay không nên nói. Cũng không biết là ngài nên nói hay không nên nói. Nếu cảm thấy không nên nói thì còn nói cái gì mà nói. Vậy tôi nói hay không nói? Đại nhân, theo hạ quan được biết, Lưu đại nhân đã báo lên triều đình chẳng bao lâu nữa sẽ cáo lão hồi hương. Vậy vị trí công bộ thị lang này sẽ được lựa chọn giữa hai vị đại nhân Ti Công và Ti Điền. Ý của Tào đại nhân là, nếu trước khi Lưu đại nhân cáo lão hồi hương, báo lên triều đình về việc cây bông bội thu này, đại nhân có thể giúp Tào đại nhân một việc rất lớn đấy. Tào đại nhân còn có suy nghĩ này à? Tiếc là cho dù tôi muốn giúp thì cũng là lực bất tòng tâm mà thôi. Đại nhân, triều đình sắp sửa thành lập ngành học về nông nghiệp dệt vải. Nếu lần này đại nhân có thể giúp Tào đại nhân một tay, vậy thì vị trí giám sát của hai ngành học về nông nghiệp dệt vải này chắc chắn thuộc về đại nhân. Vậy còn chút thú vị. Vậy ý của đại nhân là cho ta thời gian vài ngày, ta xem có thể đẩy nhanh tiến độ hay không. Tạ ơn đại nhân. Vậy hạ quan lập tức về bẩm báo với Tào đại nhân. Được được, cáo từ. Trương đại nhân đi thong thả. Đi thong thả. Tiền thúc, hội trưởng quỷ. Tới đây, tới đây. Tiểu hầu gia, ngài có gì dặn dò? Hội tiên sinh, rút nhiều bạc từ khố phòng của chúng ta, còn phải tuyển nhiều người biết xử lý bông. Tiền thúc, lát nữa thúc cũng đi dán cáo thị, viết là nếu ai có thể trong thời gian ngắn tìm được cách hay để bỏ hạt bông, bản hầu gia sẽ trọng thưởng. Hiểu rồi. Được, chúng ta bắt đầu làm thôi. Được. Số tiền treo thưởng này đúng là khiến tôi được mở rộng tầm mắt. Cũng không biết người tài giỏi ở đây có thể nhận được phần thưởng này. Tôi rất muốn được biết. Đừng có nói gì. Nói là tôi đánh đây. Nào nào, tránh ra. Phần thưởng này lão tử nhận rồi. Cắt râu đi. Tiểu hầu gia đã dặn mấy lần rồi. Cắt đi. Có đẹp đâu. Cắt đi. Bỏ hạt mà dùng búa sắt, chưa bao giờ nghe nói luôn.
Nhìn đi, nghe nói công phu này khi luyện đến cực hạn, có thể cầm đồ nặng dễ dàng. Chắc là hôm nay anh ta sẽ làm hầu phủ của chúng ta chấn động.曾寂寞不留痕迹，带走年轻。